Đầu tiên là mình nói về cái bệnh đái tháo nhiệt, thì nói chung trong cái phần mà bệnh đời bệnh lý một á, thì khi các bạn học thì mình sẽ học thêm một cái mô típ chung, là mình sẽ nắm về một cái đại cương về cái bệnh đó, người ta giới thiệu chung sơ lược nó như thế nào, về cơ chế bệnh sinh của bệnh, triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng, chẩn đoán. Còn cái phần mà điều trị thì mình chỉ nói về cái hướng điều trị để mình biết sơ lược vậy thôi, chứ còn đối với các bạn thì mình sẽ không có học thêm về điều trị ở đây ha. Điều trị mình sẽ được học vào khoảng năm thứ 5, năm thứ 6. Đái tháo nhiệt là cái tình trạng mà rối loạn cân bằng nước tự do, do qua thận, do cái thận của mình không quá tính thấm đối với nước ha. Triệu chứng lâm sàng của họ đặc trưng với ba cái triệu chứng là tiểu nhiều, bệnh nhân khát nước nhiều và nước tiểu nó nhược trương hay là nước tiểu loãng đó. Về nguyên nhân của đái tháo nhiệt thì mình nói trong cái phần mà sinh lý nội tiết rồi, cái hormone ở cái vùng dưới đồi đó là cái ADH, nó được kích thích tiết ra ở cái vùng tuyến yên sau. Cái tác dụng của ADH là nó tác động lên thận của mình, yêu cầu thận của mình tái hấp thu nước trở lại. Khi mà máu nó lọc qua bên thận á, thì nhờ cái ADH mà thận sẽ giữ nước trở lại. Nhưng mà trên bệnh nhân bị đái tháo nhiệt thì cái ADH này nó có thể là nó không tiết ra được, dẫn đến là thận không có tính thấm đối với nước, dẫn đến nước thoát ra nước tiểu nhiều hơn. Thì cái đái tháo nhiệt đó người ta xếp vào cái nhóm là đái tháo nhiệt cho nguyên nhân trung ương. Còn thứ hai là đái tháo nhiệt chơi tại thận, tức là người này vẫn được cung cấp cái ADH, tuy nhiên cái thận nó không nghe lời cái ADH nữa, tức là thận nó không đáp ứng được cái ADH, dẫn đến cái việc mà nó không tái hấp thu nước, dẫn đến nước cũng sẽ thoát ra nước tiểu rất là nhiều, thì dẫn đến tình trạng là tiểu nhiều. Và nước đi ra ngoài nước tiểu nhiều thì dẫn đến nước tiểu nó sẽ bị pha loãng. Và ngược lại, khi mà cái người mà bị bệnh đái tháo nhiệt mà không đáp ứng với ADH, nước ra nước tiểu nhiều thì dẫn đến máu của người đó sẽ bị cô đặc hơn, máu sẽ bị mất nước, và áp suất thẩm thấu máu sẽ tăng, nó không phù hợp với áp suất thẩm thấu của nước tiểu ha. Đó là những cái đặc trưng riêng của bệnh nhân bị đái tháo nhiệt. Thì có nhiều trường hợp gần một nửa bệnh nhân bị đái tháo nhiệt mình sẽ không tìm được nguyên nhân. Bệnh đái tháo nhiệt là một cái bệnh cũng tương đối là khó chẩn đoán chứ không phải là dễ ha. Thì cái phần sinh lý thì hồi nãy cô mới vừa nói xong ha, thì nó tác động lên cái tính thấm của thận và nó sẽ biểu hiện bởi hai quá trình. Thứ nhất là khi mà thể tích tuần hoàn của cơ thể mình bị giảm xuống thì cái ADH này nó sẽ được tiết ra. Cái thứ hai nữa là khi mà cái áp suất thẩm thấu máu sẽ tăng thì nó sẽ kích thích thận mình sẽ tiết ra cái này, và khi mà người ta bị bệnh đái tháo nhiệt rồi thì cái sự tiết ADH này nó sẽ không còn theo cái quy luật bình thường nữa, tức là người này nó sẽ bị giảm tiết ADH ngay cả khi thể tích tuần hoàn giảm hoặc là áp suất thẩm thấu máu giảm thì nó vẫn tiết ADH, hoặc là ngược lại đối với bệnh lý đái tháo nhiệt là nó sẽ không tiết kể cả trường hợp áp suất thẩm thấu máu tăng hoặc là thể tích tuần hoàn của bệnh nhân bị giảm. Và dẫn tới cái thể tích nước tiểu thì gia tăng, thể tích máu thì bị giảm xuống do cái tình trạng là cô đặc máu. Như vậy thì cái cơ chế bệnh sinh của nó chính có hai vấn đề, một là ADH bị giảm, thứ hai là có ADH nhưng mà thận giảm tính thấm đối với ADH. Thì triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân, thứ nhất là cái việc nước tiểu nó thoát qua nhiều thì dẫn đến bệnh nhân có cái cảm giác khát. Cái cảm giác khát này nó có hai vấn đề, một là cái thể tích nước tiểu nó bị gia tăng dẫn đến cái thể tích của lòng mạch nó bị giảm xuống, cho nên người ta sẽ có cái cảm giác khát do cái áp suất thẩm thấu máu nó tăng á. Thì kích thích trung tâm khát vùng dưới đồi làm cho người ta có cảm giác khát để uống bù lại, làm pha loãng cái thể tích tuần hoàn này. Đồng thời việc uống nước bù lại nó sẽ làm cung cấp lại cái thể tích tuần hoàn cơ thể đã mất. Cái đó bệnh nhân đái tháo nhiệt sẽ có cái triệu chứng là khát và uống nhiều.
Thì nguyên nhân của đái tháo nhiệt thì đối với nguyên nhân trung ương, tức là ngay nguyên nhân tại vùng tổn thương ở vùng dưới đồi và tuyến yên dẫn đến giảm tiết ADH, thì nó có rất là nhiều nguyên nhân. Ví dụ như bệnh nhân bị chấn thương, thường cái này mình cũng sẽ hay gặp những cái trường hợp mà tai nạn sau khi mà chấn thương sọ não, thì sau đó là bệnh nhân hiện của đái tháo nhiệt. Thứ hai là bệnh nhân bị sau phẫu thuật, thì thường sau phẫu thuật ở cái vùng sọ hầu á, ha, hoặc là những cái khối u ở cái vùng sọ hầu, thì hoặc là một trong một số trường hợp các bệnh nhân bị cái bệnh tai biến mạch máu não, thì sau cái tai biến mạch máu não bệnh nhân cũng có thể rơi vào cái tình trạng đái tháo nhiệt. Và phần gần phần nữa nó là người ta không tìm một nguyên nhân thì người ta xếp vào cái nhóm là vô căn ha, nhưng mà người ta không biết nguyên nhân tại sao, nhưng ta vẫn thấy là cái lượng ADH của bệnh nhân thì bị giảm. Thứ hai là nguyên nhân tại thận thì có thể là do đột biến cái kênh nước ở trên nhiễm sắc thể số 12 ở bệnh nhân, hoặc là có thể là do ảnh hưởng của thuốc, ví dụ như cái thuốc kháng sinh thuộc nhóm aminoglycosid hoặc là rifampin, rồi hoặc là bệnh nhân có cái tình trạng mà tăng canxi máu à, cũng ảnh hưởng đến cái khả năng cô đặc nước tiểu của thận, cô đặc nước tiểu của thận của bệnh nhân á, thì dẫn tới cái biểu hiện là đái tháo nhiệt. À, tuy nhiên những trường hợp đó thì thật ra cũng không dễ chẩn đoán ha, hoặc là bệnh nhân có bị bệnh lý thận, à, ví dụ như bệnh ống thận mùa kẻ, bệnh đa u tủy, những cái bệnh lý đó thì dẫn tới cái tình trạng đái tháo nhiệt này. Rồi một cái tình trạng nữa mà mình ít gặp hơn đó là đái tháo nhiệt khi mà người ta có thai, à, thường là nó sẽ biểu hiện là do cái những người phụ nữ có thai thì nó sẽ tăng hoạt tính của cái men vasopressin, tức là cái men mà nó giúp phá hủy cái ADH này, thì dẫn tới cái lượng ADH sẽ bị thiếu ha. Cho nên à, trong trường hợp đó thì mình sẽ thấy là người phụ nữ có thai cũng có biểu hiện cái đái tháo nhiệt. Thường cái tình trạng này nó chỉ thoáng qua mà thôi. À, đi kèm với tình trạng đó là bệnh nhân có thể có đi kèm cái tiền sản giật, hoặc là bệnh nhân có cái bệnh lý về rối loạn tuần máu. Cũng may mắn là cái tình trạng này ở phụ nữ có thai thì nó cũng tương đối là ít gặp chứ không phải là thường xuyên ha. Rồi có một cái tình trạng nữa người ta cũng xếp vào cái nhóm đái tháo nhiệt, đó là cái chứng uống nhiều tiên phát, tức là người này tiết ADH cũng bình thường và khả năng tiếp nhận ADH của thận nó vẫn bình thường. Tuy nhiên cái người này có thể ảnh hưởng của tâm lý làm cho họ uống rất là nhiều, và khi uống rất là nhiều thì thận nó phải lọc nhiều hơn để nó thải nước ra, thì dẫn đến nước tiểu dần dần cũng bị pha loãng, cho nên bệnh nhân này cũng dẫn tới cái tình trạng là đái tháo nhiệt, nhưng mà nó không phải là giảm ADH hay là thận không đáp ứng với ADH, mà nó ảnh hưởng nhiều của cái tâm lý, thì mình có cái hội chứng uống nhiều tiên phát. Về triệu chứng lâm sàng của đái tháo nhiệt thì mình sẽ thấy nó có hai cái triệu chứng chính là tiểu nhiều và khát nước nhiều. À, về tiểu nhiều thì mình không có, người ta nói thường nước tiểu lớn hơn 3 lít một ngày. Tuy nhiên mình sẽ không nói cái con số cứng nhắc như vậy ha, bởi vì cơ địa mỗi người mỗi khác, à, thể trọng mỗi người mỗi khác, thì cái lượng nước trong cơ thể mỗi người cũng như cái lượng nước mất ra mỗi người cũng sẽ khác nhau. Thì người ta một người được xem là tiểu nhiều, đối với người lớn thì cái lượng nước trung bình là từ 30 cho đến 50 ml một ký, thì lớn hơn cái mức đó trên 24 giờ thì được xếp là tiểu nhiều. Còn đối với trẻ em là lớn hơn 100 ml bậc ký trên 24 giờ. À, những cái người đái tháo nhiệt cái lượng nước tiểu của họ một ngày có thể lên đến 10, à, 12, 13 lít, thậm chí là nhiều hơn con số đó, nhưng mà trung bình là 5 cho đến 10 lít. Và do quá nhiều nước ở trong nước tiểu cho nên nước tiểu họ bị pha loãng, màu nước tiểu rất là nhạt. À, cái, cho nên cái này mình nói là đái tháo nhiệt là như vậy. Nhạt là ý nói cái tính chất của cái nước tiểu ha. À, thứ hai là bệnh nhân bị khát và bệnh nhân sẽ uống nhiều, thì cái cơ chế mà khát thì nãy mình nói rồi, do lượng nước nó mất qua nước tiểu quá nhiều dẫn tới cái máu sẽ bị cô đặc, thể làm gia tăng áp suất thẩm thấu máu, dẫn tới người ta phải uống nhiều kích thích để làm giảm áp suất thẩm thấu này xuống. Cái thứ hai là do cái tình trạng tiểu nhiều làm cho thể tích tuần hoàn bệnh nhân bị giảm xuống, thì bệnh nhân sẽ uống nhiều để bù lại cái thể tích tuần hoàn đã mất. Thì bệnh nhân á, trên lâm sàng thì bệnh nhân đái tháo nhiệt thì thông thường sẽ có hai cái triệu chứng chính như thế này thôi, tức là tiểu nhiều và khát nước uống nhiều thôi. Tuy nhiên nếu như bệnh nhân này không thể cung cấp nước được
thì nó sẽ có những cái biểu hiện do cái tình trạng là mất nước nặng. À, ví dụ nó có ảnh hưởng đến cái việc mà có dấu mất nước, bệnh nhân có thể có ảnh hưởng tới cái rối loạn tri giác. Thì cái thường xảy ra đối với cái người bình thường mà người ta có cái thần kinh mà không có ổn định, không có vấn đề gì mặt tâm thần, thì hầu như là triệu chứng chính là chỉ có khát nhiều và tiểu nhiều. Tuy nhiên đối với những cái bệnh nhân mà có bất thường về cái tâm thần kinh, ví dụ như bệnh nhân đã bị tai biến, bệnh nhân không nhận biết được là mình đang bị không nhận biết là mình đang bị mất nước, không nhận biết cảm giác khát, hoặc là bệnh nhân biết khát nhưng mà bệnh nhân không thể đi lấy nước uống được do bệnh nhân sống một mình mà bệnh nhân bị tai biến, hoặc là bệnh nhân của mình có cái rối loạn về mặt tâm thần, bệnh nhân bị lún lẫn, sa sút trí tuệ, vân vân. Thì những trường hợp như vậy thì nó sẽ có đi kèm những cái tình trạng là rối loạn do mất nước nặng, hoặc là bệnh nhân sẽ đi kèm những cái rối loạn điện giải nặng. Đó là ví dụ như natri máu bệnh nhân sẽ tăng cao do cô đặc máu á, thì bệnh nhân có tình trạng yếu cơ, thay đổi ý thức, mê co giật, vân vân. Thì đó là những cái biểu hiện khi mà bệnh nhân đái tháo nhiệt mà không được bù đủ nước. Còn đa phần thì chỉ có cái triệu chứng là suốt ngày là uống nước và đi tiểu ha. Rồi bệnh nhân mà đái tháo nhiệt do nguyên nhân trung ương á, thường lượng nước tiểu của nó sẽ nhiều ít hơn so với trường hợp mà bệnh nhân chứng uống nhiều tiên phát. Tuy nhiên ban ngày ban đêm gì thận mình cũng không có lọc được hết, cho nên cái lượng nước tiểu của bệnh nhân cả ngày cả đêm thì nó đều nhiều như nhau. Còn cái natri máu của bệnh nhân á, thì thường là nó sẽ tăng cao do cái máu nó bị cô đặc. Còn đái tháo nhiệt mà do thận á, thì nó khởi phát thì nó nhẹ nhàng hơn, nó chậm hơn so với đái tháo nhiệt cho nguyên nhân trung ương. Bởi vì đầu tiên thì thận thường nó cũng sẽ có đáp ứng một phần và sau đó nó mới không đáp ứng hoàn toàn, chứ không phải là vô là nó bắt đầu có tiết ADH nhưng mà nó không đáp ứng tí nào ha. Thì tại vì thận mình có hai bên cho nên đôi khi nó sẽ đáp ứng một phần, nên triệu chứng của nó thì nó diễn tiến chậm hơn. Còn ở chứng yếu nhiều tiên phát thì mình sẽ thấy là ban đêm người ta đi ngủ thì cái lượng nước tiểu người ta sẽ ít lại do cái lượng nước người ta cho vào nó ít hơn, cho nên mình sẽ thấy cái sự khác biệt giữa ban ngày và ban đêm. Và cái cơ thể thận nó vẫn đáp ứng được cái ADH á, cho nên mình sẽ thấy là cái áp suất thẩm thấu máu và áp suất thẩm thấu nước tiểu hầu như là nó sẽ không chênh lệch quá nhiều, do mình uống nước bao nhiêu mình thải ra bấy nhiêu, cho nên là cái natri máu thường của người ta thì nó sẽ bị thấp do cái máu nó bị pha loãng quá, do mình uống nước nhiều quá ha. Đó là những cái triệu chứng mà mình hay gặp của tình trạng đái tháo nhiệt. Đôi khi trên lâm sàng mình sẽ thấy một số cái triệu chứng nữa của đái tháo nhiệt, đó là suốt ngày do người ta uống nước nhiều như vậy đó làm cho người ta không có ăn được nhiều, cho nên cái người đó cũng sẽ có bị tình trạng là gầy ha, tức là người đó sẽ bị sụt cân, tức là ăn nhiều. À, bệnh nhân không có ăn nhiều nhưng mà bệnh nhân uống nhiều, bệnh nhân tiểu nhiều và bệnh nhân sụt cân, thì nó sẽ giống với cái triệu chứng lát nữa mình sẽ học, ví dụ như bệnh cường giáp hoặc là ở buổi sau các bạn sẽ học, đó là bệnh nhân đái tháo đường ha. Tuy nhiên cái đái tháo nhạt là do người ta ăn uống kém quá, do uống nước no ăn được thì cho nên người ta mới có sụt cân, chứ nó khác với cái sụt cân của đái tháo đường ha. Cơ chế của nó hoàn toàn khác nhau. Như vậy thì qua hai cái triệu chứng chính là tiểu nhiều và uống nước nhiều thì bệnh nhân đái tháo nhiệt thì trên lâm sàng về cận lâm sàng nó có những cái bất thường gì. Thứ nhất về cái xét nghiệm nước tiểu thì đã nói là đái tháo nhiệt cho nên cái lượng nước tiểu sẽ nhạt, cho nên cái tỷ trọng nước tiểu của bệnh nhân thường thấp. Cái thứ hai là cái áp suất thẩm thấu nước tiểu nó cũng sẽ thấp do nó có quá nhiều nước ở trong cái nước tiểu, cho nên mình sẽ thấy thường là nó dưới 300 mSv một ký. Ngược lại máu thì sẽ bị cô đặc, cho nên natri máu thường là nó có thể bình thường nếu trong trường hợp này nước mất không quá nhiều. Nếu mà trường hợp nước mất nhiều thì cái natri máu thường là nó sẽ cao. Như vậy thì áp natri máu cộng với cái áp suất thẩm thấu của nước tiểu á, thì mình sẽ thấy là thường là nó áp suất thẩm thấu máu nó thường nó sẽ cao hơn hai cái giá trị này, thì mình kết luận người này có cái đái tháo nhiệt. Natri máu nếu mà nó thấp cộng với áp suất thẩm thấu nước tiểu mà nó cũng thấp luôn
thì người ta nghĩ nhiều đến cái trường hợp này là cái chứng uống nhiều thiên phát, tức là lúc này khi mà mình uống nhiều vào thì máu nó sẽ bị pha loãng ha, cho nên natri máu nó sẽ thấp, và đương nhiên thì khi mà mình uống nhiều thì cơ thể ADH vẫn tiết ra được bình thường, thì nó vẫn lọc bình thường, cho nên là nó sẽ thải bớt nước ra do áp suất thẩm thấu máu đang thấp mà. Thì khi đó áp suất thẩm thấu nước tiểu nó cũng tương đồng với cái áp suất thẩm thấu máu, cho nên mình sẽ thấy đây là có cái triệu chứng uống nhiều thiên phát. Còn trong trường hợp mà đái tháo nhiệt thì áp suất thẩm thấu nước tiểu thì nó nhỏ hơn rất là nhiều so với cái áp suất thẩm thấu máu ha, thì mình sẽ thấy không có sự tương đồng ở đây, thì dẫn đến mình cũng sẽ nghi ngờ đây là trường hợp đái tháo nhiệt. Còn trong trường hợp mà mình thấy natri máu thì bình thường mà áp suất thẩm thấu nước tiểu nó cao ha, trên thường là trên 600, thì lúc này mình loại trừ không phải là đái tháo nhiệt ha. Đái tháo nhiệt thì mình sẽ thấy nước rất là nhiều trong nước tiểu, cho nên áp suất thẩm thấu nước tiểu thường là phải thấp chứ không thể cao được. Về để chẩn đoán đái tháo nhiệt cơ bản là mình có cái công thức chung như vậy, tuy nhiên thì cái bệnh lý này nó không có dễ chẩn đoán, bởi vì thận mình cũng có hai bên và sự đáp ứng đối với ADH thì không phải lúc nào nó cũng rõ ràng, và có thể nó sẽ đáp ứng một phần, do đó ADH không phải lúc nào nó cũng sẽ rất là cao hoặc là rất là thấp, cũng như cái áp suất thẩm thấu nước tiểu lúc nào nó cũng phải rõ ràng tới như vậy để cho mình chẩn đoán. Do đó trong trường hợp bệnh lý đái tháo nhiệt thì mấy em sẽ thấy là người ta sẽ chẩn đoán bằng cái test đồng, bằng cách là người ta cho người này nhịn nước để mình làm ta tăng cái áp suất thẩm thấu máu của bệnh nhân, cũng như làm cho bệnh nhân giảm thể tích tuần hoàn á, để kích thích trung ương của họ tiết ra ADH, và lúc này mình sẽ đo cái nồng độ ADH cũng như cái đáp ứng của ADH đối với cái thận của bệnh nhân, để từ đó mình coi bệnh nhân này là bị đái tháo nhiệt do nguyên nhân trung ương hay là đái tháo nhiệt do nguyên nhân tại thận. Thì đó là cái nguyên tắc chung của làm cái test nhịn nước hoặc là truyền cái nước muối Ủ Trương, tức là cũng làm gia tăng áp suất thẩm thấu máu của bệnh nhân. Thì trong cái test nhịn nước là người ta sẽ làm giảm cái lượng nước nhập, thì dẫn đến cái thể tích tuần hoàn giảm nếu người này vẫn cứ tiếp tục đi tiểu, hoặc là sẽ làm gia tăng áp suất thẩm thấu máu của bệnh nhân. Thì cách thực hiện là người ta cho bệnh nhân đi tiểu hết ha, thực hiện trên những cái bệnh nhân mà mình nghi ngờ á, người ta thấy là khai với mình là tiểu rất nhiều, và mình xét nghiệm nước tiểu thấy nó nhiệt trương và natri máu của bệnh nhân thì lại bình thường ha. Hoặc là áp suất thẩm thấu máu bình thường, tức là những cái trường hợp nó không có rõ ràng như vậy. Thì trong những tình huống như thế thì người ta sẽ ngưng tất cả những cái loại thuốc mà ảnh hưởng đến sự tiết ADH, tức là những cái thuốc mà nó ảnh hưởng đến cái sự cô đặc nước tiểu ha. Ví dụ như những cái thuốc làm gia tăng cái natri cũng như cái nồng độ gluco vân vân, thì nó sẽ làm gia tăng áp suất thẩm thấu máu vân vân. Có rất là nhiều thuốc tác động lên cái sự tiết ADH này. Và trong cái thức ăn thì mình sẽ ngưng những cái loại cà phê, rượu ha, và không sử dụng thuốc lá lớn 2-3 ngày trước khi mà mình thực hiện cái nghiệm pháp này, để tránh cái việc sai lệch do ảnh hưởng của thuốc lá, cà phê lên cái việc mà tái hấp thu nước của bệnh nhân. Sáng ví dụ như sáng nay mình muốn làm cái test nhịn nước cho bệnh nhân này thì mình sẽ cho bệnh nhân sáng thức dậy đi tiểu hết ha, bắt đầu từ 7 giờ mình tiến hành làm, thì bắt đầu từ 7 giờ trở đi mình sẽ không cho bệnh nhân uống nước nữa, và mình sẽ đo cân nặng của bệnh nhân cũng như cái dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân sau đó mỗi 2 tiếng và trong 4 giờ đầu. Sau đó khi mà cái mình mỗi lần bệnh nhân đi tiểu như vậy á, thì mình giữ cái nước tiểu lại và mình đo cái áp suất thẩm thấu máu, cái natri máu sau đó 4 tiếng, và cái đo cái thể tích nước tiểu cũng như cái tỷ trọng nước tiểu và áp suất thẩm thấu của nước tiểu mỗi lần mà bệnh nhân đi tiểu có bao nhiêu là mình đo đo hết luôn. Và mình sẽ ngưng cái nghiệm pháp này khi mà cái thời gian nhịn khát của bệnh nhân thì lớn hơn 12 tiếng, hoặc là cái áp suất thẩm thấu nước tiểu của bệnh nhân mình đo nó ổn định, tức là nó có dao động nhưng mà cái dao động này nó không quá 5% trong 3 giờ liên tục, thì lúc này thì mình sẽ ngưng cái nghiệm pháp này. Hoặc là mình đo áp suất thẩm thấu máu bắt đầu nó gia tăng lớn hơn 295 mSv một ký, hoặc là natri máu của bệnh nhân lớn hơn 145, thì natri máu lớn hơn 145 thì mình nhân lên gấp đôi thì nó là 290, thì cộng với gluco máu nữa thì chắc chắn áp suất thẩm thấu máu nó hơn cái giá trị này. Hoặc là mình đo trọng lượng của cơ thể từ lúc ban đầu do so với cái thời điểm mình đo lại á, trọng lượng cơ thể người ta giảm lớn hơn 5%,
ha, thì lúc này mình sẽ ngừng cái nghiệm pháp. Và lưu ý những cái người này khi tiến hành làm nghiệm pháp là mình không hoàn toàn không cung cấp nước cho bệnh nhân, cho nên ngoài cái việc bệnh nhân không được uống nước thì những cái thức ăn bệnh nhân ăn thì chỉ toàn là ăn khô thôi, không có được ăn những cái gì mà có nước, tính là ăn cơm với canh là không được ha. Và nếu như cái test này sau khi mình làm xong mà nếu như áp suất thẩm thấu niệu mà nó không đạt 300 mmol một ký trên bậc ký trước khi mà cái chỉ định ngừng cái nghiệm pháp á, thì mình loại trừ đây không phải là cái chứng cổ uống tiên phát ha. Cái thứ hai là tại vì trong cái chứng cổ uống tiên phát thì mình sẽ thấy á, bây giờ không cho uống nước nữa mà áp suất thẩm thấu máu nó tăng, thì đương nhiên lúc này cái áp suất thẩm thấu nước tiểu nó cũng phải tăng tương ứng, cho nên trong trường hợp này mình sẽ loại trừ cái chứng cổ uống tiên phát ha. Rồi thứ hai là cái áp suất thẩm thấu mạch niệu mà nó lớn hơn cái áp suất thẩm thấu máu á, thì nó có xảy ra cái tình trạng nữa là bệnh nhân đái tháo nhiệt không hoàn toàn á, ha. À, cho nên mình sẽ thấy thận hai bên cho nên nó sẽ đáp ứng một phần nữa, thì cái nhờ cái nghiệm pháp động này sẽ giúp cho mình phát hiện trường hợp đái tháo nhiệt không hoàn toàn. Còn nếu như áp suất thẩm thấu niệu mà nhỏ hơn cái áp suất thẩm thấu máu thì người ta nói trường hợp này là đái tháo nhiệt hoàn toàn, tức là máu bị cô đặc rất là nhiều mà nước tiểu vẫn cứ ra ha, thì đáng lẽ lúc này ADH được tiết ra rồi đó, nhưng mà bệnh nhân vẫn không đáp ứng được với ADH này ha, thì trường hợp này là đái tháo nhiệt hoàn toàn. Trong trường hợp mà bệnh nhân bị đái tháo nhiệt hoàn toàn thì lúc này người ta sẽ dùng ADH để tiêm bệnh cho bệnh nhân. Nếu như bệnh nhân này đái tháo nhiệt do nguyên nhân trung ương thì tức là người này bị thiếu ADH thì thận sẽ đáp ứng với ADH, thì khi đó áp suất thẩm thấu niệu bắt đầu nó sẽ tăng dần và làm giảm cái thể tích nước tiểu xuống. Như vậy thì người ta thấy nếu mà đo áp suất thẩm thấu niệu nó tăng lớn hơn 50% so với trước cái thời điểm mà mình gây mất nước á, thì kết luận này là đái tháo nhiệt cho nguyên nhân trung ương. Còn ngược lại thì nó có tăng nhưng mà nó không quá 50% thì trường hợp này là đái tháo nhiệt do thận. Tuy nhiên thì mấy bạn sẽ thấy rất là tương đối là khó chẩn đoán. Thì trong trường hợp mà đái tháo nhiệt hoàn toàn thì dễ rồi. Như vậy đái tháo nhiệt không hoàn toàn thì sao? Thì lúc này người ta làm cái test thứ hai, đó là cái test truyền muối ô trương, tức là mình truyền cái natri ô trương vào cho bệnh nhân thì dẫn tới cái lượng natri máu sẽ tăng, thì áp suất thẩm thấu máu cũng sẽ gia tăng để kích thích thận của bệnh nhân đáp ứng với cái ADH này, kích thích cái trung cái vùng dưới đồi tiết ra cái ADH. Thì cái nghiệm pháp này thì nó giúp phân biệt với cái chứng uống nhiều tiên phát á. Tại vì cái người mà uống nhiều tiên phát lâu ngày á thì cứ lọc thọc thải nước ra quá nhiều lâu ngày thì nó dẫn tới cái tình trạng là cái thận nó cũng sẽ không có còn đáp ứng đối với cái ADH nữa, hoặc là nó có đáp ứng nhưng mà nó đáp ứng kém hơn, thì nó sẽ dẫn tới cái tình trạng là đái tháo nhiệt không hoàn toàn, nó giống như đái tháo nhiệt không hoàn toàn. Thì cái cách tiến hành thì người ta cũng truyền cái muối ô trương này cho bệnh nhân ha, và mình cũng đo cái áp suất thẩm thấu máu và cái natri máu mỗi 30 phút, và mình định lượng cái ADH khi mà cái natri máu của bệnh nhân giá gia tăng lên trên 145 hoặc là áp suất thẩm thấu máu nó tăng lớn hơn 295. Thì đó là cái nguyên tắc mà người ta tiến hành. Tuy nhiên thì đối với mục tiêu các bạn á thì các bạn chỉ cần nắm được cho cô các nguyên tắc hoạt động của các nghiệm pháp này thôi. Ví dụ như mục đích của truyền muối ô trương hoặc là cái nghiệm pháp nhịn nước là cái cơ chế của nó là dựa vào cái sự kích thích lên vùng dưới đồi tạo nên áp suất thẩm thấu máu cao, hoặc là cái thể tích tuần hoàn giảm để mà kích thích lên vùng dưới đồi, kích thích lên tuyến yên sao để tiết ra cái ADH và coi đáp ứng của thận với cái sự tiết ADH này ha. Thì các bạn sẽ nắm nguyên tắc thôi, còn cái cách tiến hành làm đúng không, thì cái này là sau này các bạn học sâu hơn được thực hành, được làm ở những cái bệnh viện tuyến chuyên sâu ha, tuyến trung ương, thì lúc này thì những cái nghiệm pháp này mới được làm, chứ còn những cái bệnh viện tuyến tỉnh chẳng hạn thì tới thời điểm hiện tại vẫn chưa được sử dụng những nghiệm pháp này để chẩn đoán đâu, bởi vì nó không có dễ để mình làm ha. Và mình nói thì cái nguyên tắc chung là nó dễ như vậy, tuy nhiên sẽ có rất là nhiều thuốc cũng như rất là nhiều thức ăn này đó, nó sẽ ảnh hưởng tới cái sự tiết ADH này, và cái kết quả mà mình thu nhận được không phải lúc nào nó cũng rất cao hoặc rất thấp để cho mình đánh giá, mà nó có thể đáp ứng có một phần với cái sự tiết cái hormone đó mà thôi, vì thận có hai bên mà, cho nên cái việc mà chẩn đoán đánh giá thì không phải là dễ dàng. Và đôi khi mà mình chẩn đoán ra được là nguyên nhân trung ương hay là nguyên nhân
tại thận, thì cái việc mà mình tìm ra được nguyên nhân trung ương thì có nguyên nhân, nhóm nguyên nhân nào trong cái nhóm nguyên nhân trung ương đó cũng không dễ dàng, cho nên đa phần cái đái tháo nhiệt mình sẽ thấy á, hơn nữa nó không có cái nguyên nhân, cho nên cái điều trị chính của bệnh nhân bị đái tháo nhiệt thì người ta chủ yếu là bồi hoàn lại cái lượng nước đã mất cho bệnh nhân, tức là bệnh nhân đi tiểu nhiều thì phải uống nước bù lại cho đủ. Cái thứ hai là khi mà lỡ như bệnh nhân không bù đủ dịch cho bệnh nhân không tự dùng nước uống nước được, ví dụ như bệnh nhân tai biến hoặc bệnh nhân không thể nói được hoặc bệnh nhân có rối loạn sản xuất trí tuệ vân vân, thì cái điều trị người ta sẽ đi kèm với những cái tình trạng là rối loạn điện giải á, thì lúc này thì cái điều trị của mình sẽ điều trị vào cái rối loạn điện giải của bệnh nhân. Sau đó thì mình sẽ điều trị về cái nguyên nhân nếu như mình tìm được nguyên nhân, nhưng mà đa phần thì sẽ không có điều trị, sẽ không có thấy nguyên nhân, từ 30 đến 50% này bạn thấy nó sẽ không có nguyên nhân á, cho nên những cái bệnh lý đái tháo nhiệt thì đa phần cũng là điều trị triệu chứng mà thôi. Thì cái bệnh lý này thì đôi khi ở cái bệnh viện tuyến tỉnh á thì mình cũng có gặp, nhưng mà do mình không đủ điều kiện để chẩn đoán á, cho nên những cái bệnh này á, thì đi lâm sàng thì các bạn sẽ thấy là ít khi nào mình sẽ thấy được ở trong nội trú, bởi vì những bệnh lý này nếu mà người này uống nước được á thì chỉ có cái tình trạng là uống nhiều và tiểu nhiều thôi, cho nên bệnh nhân thường là đi khám ở phòng khám, còn người ta chỉ nhập viện khi mà cần phải theo dõi và phải chẩn đoán những cái nghiệm pháp mà mình làm mình nói nãy giờ thì chỉ dùng trong trường hợp mà mình muốn chẩn đoán bệnh kìa, chứ còn người ta mới nhập viện, chứ còn bình thường cái điều trị cái bệnh này thì nếu như người này mà không có những cái nguyên nhân trung ương, ví dụ như u não vân vân, thì những cái điều trị này thì mình sẽ chỉ là điều trị triệu chứng là chủ yếu, hoặc là giống như hồi nãy mình nói, sau khi một cái tai biến mạch máu não hoặc sau khi một cái chấn thương sọ não thì người ta dẫn tới cái đái tháo nhiệt, thì cái điều trị sau đó của mình cũng chỉ là điều trị triệu chứng mà thôi chứ không có can thiệp được ha. Tại vì sau đó tự nhiên người ta thấy nó tổn thương như vậy, người ta cũng không biết lý do tại sao, mặc dù cái vùng bị tổn thương là hoàn toàn không phải là vùng dưới đồi, nhưng mà nó vẫn không có thể tiết ra ADH được, cho nên cái điều trị tiếp tục sau này chỉ là điều trị hỗ trợ, điều trị triệu chứng, cho người ta uống thuốc vô để mà làm kích thích cái thận của bệnh nhân có đáp ứng đối với cái ADH. Còn trong trường hợp mà bệnh lý chứng uống nhiều tiên phát thì chủ yếu là điều chỉnh về cái thói quen của bệnh nhân để bệnh nhân giảm cái lượng nước nhập, thì dần dần cái triệu chứng này nó sẽ cải thiện đi ha. Thì cái đó là chủ yếu là do tâm lý là nhiều thì người ta có thể dần dần nó sẽ phục hồi được. Tuy nhiên nếu như cái quá trình mà uống nhiều thiên phát này xảy ra thời gian dài á, thì đa phần những cái bệnh nhân rơi vào cái trường hợp đó thường những người này có cái rối loạn tâm thần đi kèm á. Nhưng mà nếu uống thứ nhiều thiên phát một thời gian dài thì cái đáp ứng của thận nó kém đi, cho nên khi mình điều chỉnh cho những đối tượng này thì đôi khi trong một số trường hợp người ta cũng cho bệnh nhân dùng thuốc một phần, sau đó hướng dẫn bệnh nhân tập về cái chuyện mà lượng nước nhập ít lại, thì dần dần cái đái tháo nhiệt này nó sẽ cải thiện. Thì đó là cái phần đái tháo nhiệt. Bệnh lý này thì nó không có khó để nhận diện bệnh nhân có đái tháo nhiệt, nhưng mà làm sao để biết đái tháo nhiệt này do nguyên nhân trung ương hay là đái tháo nhiệt này do nguyên nhân tại thận thì đó là một cái chẩn đoán tương đối khó khăn nếu như bệnh nhân rơi vô mà đái tháo nhiệt không hoàn toàn ha. Thì đó là cái phần bài thứ nhất. Trong cái phần bài này thì các bạn có thắc mắc gì không ạ? Có thắc mắc gì trong cái bài thứ nhất không ạ?